Vâng, chào quý vị và các bạn. Video này trong hệ thống triển lãm của câu lạc bộ cây cảnh huyện Triệu Sơn thì tôi sẽ quay một góc nhỏ của những bonsai mini được trưng bày ở đây. Trước mắt chúng ta đây là một tác phẩm hoa giấy rất nghệ thuật với cành rơi và được cách cắt giật. Tác giả là ai đây? Lữ Quy, câu lạc bộ trẻ Sầm Sơn, một câu lạc bộ trẻ và có những tác phẩm như này thì anh em rất là đam mê, tạo lên tác phẩm nghệ thuật rất cao, một tác phẩm hoa giấy rất là đẹp. Chúng ta chuyển sang một tác phẩm khác. Mô điểm đến đây, chuyển huyện không? Dạ vâng, vâng. Dạ, chuyển huyện ta đó. Dạ. Tác phẩm đa của anh Hùng Vàng, câu bộ trẻ Sầm Sơn. Như vậy là Sầm Sơn mang đến rất nhiều tác phẩm các bạn. Đây một cây đa lông. Một cây đa lông có mang một dáng làng. Mà thân thì theo tôi nghĩ là mang một gì đó là tam đa, rất đẹp, nhỏ nhưng mà được trồng rất nghệ thuật. Để tôi quay xa các bạn xem. Vâng, đây là tổng thể của một tác phẩm. Vâng, đối với tác phẩm này thì đối với cá nhân của Phương Ca Cơ thì rất là quen, vì đây là tác phẩm của anh Cường Bin Ben và có họa tên đầy đủ là Phạm Quốc Cường. Anh Cường này có một phố lối chơi cầy rất là hay. Tôi đã từng quay rất nhiều video ở vườn nhà anh Cường này rồi. Anh Cường đang còn rất trẻ, sinh năm 1987, nhưng đã làm ra nhiều tác phẩm đẹp rồi. Và đây là những tác phẩm tiêu biểu trong vườn anh ấy mang đến triển lãm, nhưng mà tại vườn thì còn rất nhiều tác phẩm nữa. Một người đang còn rất là trẻ nhưng mà rất đam mê cây cảnh. Các bạn nào ở Thanh Hóa thì sẽ biết đến anh nhiều hơn. Nhưng các bạn nào mà sẽ thường xuyên theo dõi kênh của tôi ấy, trên YouTube ấy, thì tác phẩm này thì rất là quen. Thì anh ấy rất tâm đắc. Còn các bạn muốn giao lưu thì các bạn hãy liên hệ số điện thoại này nhá. Đây, có trên màn hình đây. Ta chuyển sang tác phẩm bông trang của Đỗ Công Chính. À, anh Chính là chủ nhiệm của câu lạc bộ cây cảnh huyện Thọ Xuân rồi. Một tác phẩm rất là già, xanh, của anh Hùng Vàng, câu lạc bộ Sầm Sơn. Sầm Sơn. Ở đây tôi thấy một cây xanh quê. Vâng, Nguyễn Văn Phương. Nguyễn Văn Phương của câu lạc bộ cây cảnh huyện Thọ Xuân. Của anh Phương. Đây các bạn thấy bộ gốc già như thế nào. Đây, bộ gốc đây. Được trồng trên một khối đá. Đá nguyên bản. Rất đẹp. Tuy xanh quê nhưng mà phối cảnh và phối đá rất là đẹp.
Chúng ta chuyển sang Tùng La Hán của Dương Văn Thạch, câu lạc bộ Sầm Sơn. Vâng, vâng, chào anh. Anh nào quay mạng để cho mọi người cùng ấy hả? Dạ vâng, vâng. Cùng tham gia, cùng chiêm ngưỡng là hả? Vâng, vâng, chia sẻ. Khách là lấy luôn hả? Chia sẻ cùng với anh em, đây là một cây Tùng La Hán. Cây Tùng La Hán này có một thân bệ rất là hài hòa. Khi quay tổng thể thì các bạn thấy này, nó mới bật lộc nên là nhìn cây rất là xanh, là đẹp. Thành một cái đồi. Rất đẹp. Đây, cây cũng có độ già. Rất đẹp, chuyển mình rất đẹp. Huyền à, cái này là dáng chi anh? Và ta xem một cây bông trang. Bông trang 3 thân, 8 đa. Câu lạc bộ Hoàng Long. Anh của anh Đinh Tuấn Anh đang nở hoa rực rỡ. Cây xanh âm điền. À, có lẽ tôi cũng phải ghi ngay cái hình này vào, không có là đấy. Rất là đẹp. Những tác phẩm này phải theo thời gian để mới tạo tác được, chứ còn ngày một ngày hai thì không thể làm được những tác phẩm như này. Một cây xanh năm điền, rụt rịt. Xanh năm điền, năm điền xịn này, năm điền xịn, rất rụt rịt mà. Một tác phẩm bonsai. Không mang cái nào đây à? Hả? Rất đẹp. Mang cái nào đây à? Lá năm điền xịn anh ạ, đúng là lá lá cây xanh. Anh Lê Hữu Công. Đối với anh Công này thì những tác phẩm của anh Công thì rất giá trị rồi. Có lẽ các bạn theo dõi trên kênh YouTube của tôi thì biết rằng anh Công á, đối với tôi biết về anh thì anh chuyên cắt cây cho nhà của nhà ông Công. Công thật. Anh Công này tôi đã gặp anh ấy ở khi anh đang cắt cây cho đám nhận cắt cây cho nhà Hoàng Long. Chuyên về cây cảnh của tỉnh Thanh Hóa này. Nếu các bạn nói đến câu lạc bộ Hoàng Long mà không có cây cảnh của Hoàng Long thì cái đấy là một điều gì đấy là thiếu. Câu lạc bộ Hoàng Long thì chủ nhiệm là ông Lê Hồng Tuấn, nhưng mà thành viên câu lạc bộ thì rất nhiều. Trong đấy có công ty Hoàng Long, một công ty về cầu đường ngay ở thành phố Thanh Hóa. Đấy, mà anh Công này thì là một người chuyên cắt cây và sửa cây cho nhóm Hoàng Long. Và vừa rồi tôi cũng có thấy anh có mặt ở ngay triển lãm ở Triệu Sơn đây, cũng lên giao lưu. Người còn rất trẻ. Cây tùng cối. Anh Đào Hữu Thành, câu lạc bộ cây cảnh huyện Thọ Xuân. Cây sung rất đẹp. À, cái này của anh Lộc, Lê Lộc. Mang phong cách của Nhật Bản. Anh Lộc có lối chơi cây mang phong cách của Nhật. Và tôi đã từng vào nhà vườn anh Lộc rồi. Ở đây là
cây anh đã mang đi giao lưu trưng bày. Anh Lê Lộc, cảm ơn anh đã mang cây đến giao lưu trưng bày ở huyện Triệu Sơn. Rất đẹp. Cây sơn liễu, anh Lê Văn Ngọc, huyện Thọ Xuân. Tiền anh nhỉ? Đây vẫn là tác phẩm của anh Lê Lộc. Lê Lộc ngay ở thị trấn Rừng Thông. Một lối chơi cây theo phong cách Nhật Bản. Đúng rồi. Nhà anh Lê Lộc thì có rất nhiều loại bonsai mini kiểu này. Nhà đây vào rồi. Anh chơi theo phong cách Nhật Bản. Hình như cái này cũng như nó này. Vâng, đúng rồi, anh Lê Lộc. Cái này với cây xanh kia kìa. Phong cách chơi cây của anh Lộc thì có đặc điểm riêng. Và chúng ta nhìn tác phẩm này thì tôi rất thích tác phẩm này. Đây là một tác phẩm sung các bạn. Nhưng mà bạn Cường Bin Ben thì bạn phối cây này rất là đẹp. Khi tôi hỏi cây này bạn có giao lưu không thì bạn nói là không giao lưu. Khi nào nó già và hoàn thiện hẳn thì bạn mới giao lưu. Khi tôi đến nhà vườn muốn hỏi cây này để giao lưu thì các bạn Cường thì bảo không. Một cây sung có dáng rất yếu điệu, dáng trực, lắc. Rất là đẹp. Tôi sẽ quay kỹ cây này cho các bạn xem. Cây sung trực lắc. Tuy là nó đang còn non nhưng mà nó có sự côn giật, chuyển cảnh rất đẹp. Nhìn rất là có chiều sâu của cây, rất đẹp. Và đây là cũng là tác phẩm rối của Cường Bin Ben. Anh Cường Bin Ben này là người thành lập ra cái trang trên Facebook là câu lạc bộ cây cảnh của Thanh Hóa nhá các bạn nhá. Đấy, trên Facebook thôi. Anh ấy sở hữu cái trang này. Rất là nhiều thành viên tham gia để trao đổi giao lưu mua bán về cây cảnh. Một cây dúi rất là đẹp. Cây này là của anh Lê Lộc. Không, cây này mang đúng phong cách của anh Lê Lộc. Rất là rụt rịt. Còn đây là cây tam đa dáng làng của anh nhỉ? Phải không, em nói thế đúng không? Đúng rồi, dáng làng này, chuẩn lắm. Tam đa này. Tam đa mà làng mà đúng. Tam đa dáng làng. Thì cây này hình như anh Cường đã đăng lên mạng một lần, một hai lần gì đấy. Cường là dáng làng. Để xem dáng làng rừng Cường Bin Ben. Bên địa chỉ rừng không? Đây cũng cây của anh Cường Bin Ben này. Cường Bin Ben mấy cây? Cường Bin Ben là một người còn rất là trẻ nhưng mà cũng sở hữu rất nhiều cây bonsai. Lên xe đi. Còn anh của anh Đình Tuấn Anh, câu bộ Hoàng Long. Tôi quay một vòng tổng thể là một là góc nhỏ của khán đài. Đất
rất nhiều bonsai. Rồi bây giờ anh tiếp tục giới thiệu với những tác phẩm khác đi. Tôi sẽ dừng video đây.